Chào các bác nhá, chào toàn thể mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em anh nhá, kênh Quang Hình chuyên bán hàng bãi Nhật, các loại mặt hàng các bác nhá, từ A tới Z, phục vụ từ chân tới đầu, từ đầu tới chân. Ok, hôm nay em giới thiệu bác một con máy xịt hơi nóng Kaicher, con này sản xuất tại Đức vào năm 2003 các bác nhá. Đấy, 2003 đến tận bây giờ là bác biết rồi, 2022 tương đương khoảng 20 năm rồi các bác nhá. Đấy. Máy này thì còn rất là đẹp. Đây là đát sản xuất của nó, mà con này nó chưa xài các bác nhá. 2003 này. Đó. Con này chưa sử dụng. Bác nhìn cái cuộn dây của nó vẫn còn để quấn nguyên si. Này, kẹp mát của nó này. Đó, dây nó cái này nó chưa xài. Máy đây, em đã cắm điện test cho các bác rồi. Đấy, con này công suất 1500W nhá. Đây, gạch money. Đấy, 1500W. Đấy, gạch money Đức các bác nhá. Nhìn thấy chưa? Gạch money đó. Đó, xuất cho về thị trường Nhật Bản. Dây của nó đây. Đấy. Đó. Leng keng. Nó đủ phụ kiện các bác nhá. Đấy, nó có phụ kiện. Chứ còn con nhưng không có phụ kiện, có cái máy cái dây không thì nó lại khác các bác nhá. Đấy. Còn đây là đầy đủ. Đấy. Máy nó có nhiều công năng khác nhau. Thì cái này là bàn chải nó vừa, bàn chải này khoảng 15 cm. Còn đây là bàn chải lau nhà nhá. Đấy. Còn đây là cái bộ khăn của nó còn bên trong. Đấy, còn rất là nhiều các bác nhá. Đấy. Đa phần là những cái khăn nhỏ bác nhá. Đấy, nó có 3-4 cái khăn nhỏ, khăn chùi rửa nhỏ nhỏ ấy. Để mình nó có 3 cái nhá. Một cái này nè, cái gì đây, cái này là cái khăn lau, hình như cái này nó hình như là nó lau nhà. Đấy, đúng rồi, lau nhà. Đây, nó sẽ kẹp như thế này. Đấy, bác nhìn thấy không? Có chỗ kẹp này. Đó, rất là tiện nhá, mình kẹp nó vào đây. Thì bác có thể hình dung ra, nghĩa là mình có một miếng khăn như thế này. Đấy, cotton tốt nhá, chứ còn mấy cái cotton bằng nhựa thì nó không có dính được bẩn đâu. Đấy, để bác dùng. Nếu bác có thể về may một tấm vải khác rất đơn giản thôi. Còn đây là có 3 miếng nhá. Đấy. 3 miếng như này, bác chùm vào cái này, bác nâu. Đấy, có quyển hướng dẫn sử dụng của nó nơi luôn nhá. Đấy. Model chính hiệu của nó là 1122, đúng với trên thân máy luôn nhá. Đó. Và phụ kiện kèm theo nữa, nó nghiêm một cái chổi nhỏ và đây thêm một cái chổi nữa. Đấy, bác giữ cẩn thận nhá, sau nó mất. Đây là cái thùng của nó này, thùng ngày xưa của nó này. Đó, thùng sản xuất vào cách đây mấy chục năm, các bác nhìn này, giấy của nó khá thẳng nhá, cứng hắc luôn. Giấy AA đấy, giấy AA thì các bác làm trong ngành giấy mới biết thôi. Rồi, đây là cái máy này vệ sinh, bếp núc cái thứ hoặc là lau nhà. Lau nhà thì nó khô nhanh. Đấy, mà lưu ý nhá. Lưu ý khi sử dụng cái này thì ok các bác nhá. Đấy, em vệ sinh bằng cái máy này. Đấy. Nói chung là tất cả những cái đồ dùng các bác đang sử dụng đó. Đấy, thì em đa phần sử dụng bằng cái máy này hết. Đấy. Mình vệ sinh xong mình lau. Đấy, nó rất là tiện các bác nhá, cực kỳ tiện dụng luôn. Khi sử dụng đấy. Bếp núc các thứ, dầu mỡ, dầu miếc các thứ, nhà vệ sinh đấy, lâu ngày nó bám rêu. Đấy, mình vệ sinh bằng hơi nóng đấy. Đó. Đây, cái bếp nhìn nó led soli chưa. Đấy, bác nào có nhu cầu con bếp này thì alo cho em liền các bác nhá. Có một con duy nhất thôi, một con. Đấy, con này của Yoshi EH-HE26 các bác nhá. Con này nó có cảm biến. Đấy, nó có cảm biến nhá, auto sensor. Khi mà có lồi thì nó chạy, không có lồi nó sẽ tắt các bác nhá. Đấy. Con này tiết kiệm điện lắm này, nghĩa là con này là chức năng của nó an toàn rất là cao nhá. Đời nó cao nữa, trước em có một con này bán rồi. Con này 2011 bác nhá, 2011. Đấy, máy này rất là mới nhá, nhìn nó vậy thôi em lau lên là nó đẹp lắm. Con này nhìn cái trên mặt của nó là ngo bác nhá. Con trước cũng có một con nó bán rồi. Đấy, đây có một con Bala nhá. Đấy, Bala Solic. Bác nào thích Bala thì mua Bala Macaret BH33 nhá. Đấy, đây lau lên là có bếp hàng cũng đẹp quá. Đấy, đây 2017 này, đời cao ngất ngây. Đấy. Ok bác nhá, bác nào lấy con này thì alo cho em, con này 1,5 triệu, con này 1,7 triệu bác nhá. Đấy, 1,7 triệu. Còn Bala là 1,5 triệu. Đấy. Sản xuất tại China hết nhá. Con này là chữ Made in China, còn con này nó ghi bằng tiếng Nhật. Đấy, nên là nhiều bác bị nhầm lẫn chỗ này. Ok, còn quay lại cái máy xịt hơi nóng bác nhá. Đấy, hơi của nó rất là khỏe. Đấy. Ngoài ra nó có hai cần này, hai cần này để lau nhà đây này. Đấy, nó sẽ nối vào nhau. Đấy, bác có thể đưa lên cao lên nhá, nghĩa là đưa lên trên cao. Đấy, đến trên cao lau cũng được nhá. Đấy, cần nó rất là xịn, mà nhìn xịn xò, cần nhựa của nó. Đấy, dài ra khoảng 1m, 1m2 gì đó.
Đấy, thêm cái đầu chổi gắn vào như thế này nữa này. Đó, thêm cái đầu chổi gắn vào. Đây, gắn cho bác còi. Anh nhìn này. Đó. Đấy, ok chưa? Đấy, đứng lên mình gắn vào nữa mình nâu nó ok nhá. Em sẽ test các bác luôn. Đợi em một chút em tháo ra. Em thao tác một tay thì hơi khó một chút. Đấy. Đó, thấy chưa? Đó, hơi. Đó. Anh nhìn thấy hơi của nó chưa? Thì cái này nó bằng hơi ấy, thì là thường thường là các bác nâu xong ấy là nó khô luôn. Nó khô luôn đấy, mình không phải nâu lại nhá. Đấy. Ok các bác nhá. Con này có một con duy nhất thôi. Đời 2003 mới cứng, cứng cứng luôn các bác nhá. Đấy. Đầy đủ phụ kiện auto, full luôn các bác nhá. Thì hiện tại Hải Dương, Hải Phòng thì đang ngưng tiếp nhận hàng hóa nhé, cả Đà Lạt nữa. Đấy, trên Tây Nguyên cũng có mấy chỗ ngưng, không có nhận hàng. Nên các bác là Hải Phòng, Hải Dương thì đặt hàng thì chuyển khoản cho em nhé, hoặc là đặt cọc trước. Đấy, mà ok thì em gửi hàng cho các bác. Ok các bác nhé, con này có một chiếc duy nhất thôi, hàng mới full option nên là đầy đủ phụ kiện bên trong. Đấy, mới chưa xài luôn, chưa xài là khác mà xài rồi là khác các bác nhé. Đấy, ok các bác, con này giá của nó là 3.2 triệu các bác nhé, 3.200.000 mới cứng 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 luôn. Đấy, con này nó là bình nước chung bác nhé, bình nước chung khi mà đun hơi lên rồi thì là áp suất của nó lên. Đấy, mình không mở ra được nhá, lưu ý cho em. Còn những con bình nước riêng thì nó sẽ mắc hơn nữa các bác nhá. Ok, thank you các bác.